Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về chủ đề dấu hiệu thành công và vận may trên cơ thể của bạn. Gồm hai phần. Phần đầu Quốc Anh chia sẻ về vận mệnh của một người được tiết lộ bởi cấu trúc xương và các đặc điểm của đầu và mặt. Phần thứ hai là những nốt ruồi biểu hiện trên cơ thể của bạn. Đó là biểu hiện của vận may. Bạn đem lại rất nhiều may mắn cho bản thân mình và còn truyền cảm hứng tích cực và may mắn cho tất cả những người khác. Sự may mắn thành công được phân tích dựa trên sự cân bằng về vật chất và cấu trúc của xương. Đầu và mặt phải là bản chất của năng lượng dương. Ở đây, năng lượng dương phải mạnh mẽ thì nó mới chỉ ra một cuộc sống thành công và thịnh vượng. Trên đầu, chúng ta nên tìm kiếm các cấu trúc xương dương mà sự hiện diện của chúng cho thấy một cuộc sống thành công rực rỡ. Và trên khuôn mặt, chúng ta phải tìm kiếm các dấu hiệu của sự giàu có. Khi sở hữu những dấu hiệu này, trời cho bạn vận may, bạn có một cuộc sống tràn đầy may mắn. Đối với nam giới, đầu tròn đầy đặn, không có vết lõm và có nốt ruồi đen hoặc đốm đen là dấu hiệu của cuộc sống giàu sang lâu dài, công danh cao quý và được cộng đồng tôn trọng, may mắn và tốt lành. Một người đàn ông với kiểu đầu này thường là danh giá và ngay thẳng. Khi đầu vuông, trán phải cao. Trán trông không quá nhờn, cũng không quá khô. Điều này cho thấy một người đàn ông có tư cách của một lãnh đạo hoặc một nguyên thủ quốc gia. Nếu bạn nhìn vào các bức ảnh của các lãnh đạo chính trị và kinh doanh, bạn sẽ nhận thấy rằng những người thành công nhất, được ngưỡng mộ nhất và nổi bật nhất là những người có ít nhất hai trong số ba đặc điểm này: đầu tròn hoặc vuông cân đối, vầng trán cao và nước da sáng rõ. Đối với phụ nữ, một cái đầu tròn trịa hoàn hảo là dấu hiệu cho thấy sẽ có phúc với những người con hiếu thảo, chăm sóc bà về già, có một cuộc sống an nhàn và ít lo toan. Thông thường, những người phụ nữ có đầu tròn, nước da đẹp mà mặt cũng có thịt sẽ mang lại may mắn cho chồng. Đầu của cả nam giới và nữ giới phải mạnh mẽ, cường tráng và có vẻ ngoài đầy sức sống. Đầu và mặt là nơi tập trung năng lượng tốt của cơ thể. Để trở nên tốt lành, xương đầu của một người cần phải chắc khỏe, nổi bật và toát lên khí chất quyền uy. Có 6 xương chính trên đầu, được coi là điềm lành nên được nhìn thấy và cảm nhận dễ dàng. Chúng cũng phải nổi bật. Mỗi trong một những đặc điểm này đều mang lại thành công và quyền uy sức mạnh. Đầu tiên, phải có một phần nhô ra rất nhỏ ở đỉnh đầu. Nếu bạn có thể cảm thấy vết xương rất nhẹ này ở đỉnh đầu, bạn là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, một người quyền lực đến với bạn một cách rất tự nhiên. Bạn sẽ là một nhà lãnh đạo từ khi còn nhỏ, và ngay cả ở trường, bạn thu hút rất nhiều những người bạn cùng lớp một cách tự nhiên. Khi bước vào tuổi trung niên, bạn sẽ ở vị trí quyền cao chức trọng. Phần nhô ra này được gọi là năng lượng dương ở đỉnh của nó. Người có đặc điểm xương này rất thông minh và sáng tạo. Tiếp theo là bên dưới đỉnh đầu, ở hai bên là các xương bên của đầu. Khi xương ở đây tròn và đối xứng, chúng cho thấy đầu rõ ràng, người có khả năng suy nghĩ thẳng thắn và tinh thần minh mẫn. Và bạn tìm ở phần xương ở hai bên đầu song song với tai, song song với lỗ tai của bạn, nơi xương gò má nối với xương mắt. Thực ra có hai xương ở đây, nhưng nếu tất cả những gì bạn cảm thấy là một xương, điều đó có nghĩa là chúng được kết nối với nhau, và đây là một dấu hiệu tuyệt vời của vận may. Dùng hai ngón tay để cảm nhận phần xương này. Ở một số người, họ nổi bật hơn những người khác. Xương này được coi là năng lượng dương của mặt trời. Nó mang lại sự công nhận và may mắn thành công, đặc biệt là trong giáo dục và theo đuổi học vấn. Tiếp theo, đến gò má, nơi luôn được coi là nguồn năng lượng dương lớn. Gò má nổi rõ là biểu hiện của quyền lực và uy quyền. Cả hai xương gò má phải nổi bật như nhau. Điều quan trọng nữa là
nhìn vào phần xương nằm sau đầu. Phần xương này càng nổi bật thì càng tốt, và nó phải làm cho phần này của đầu trông giống như một chiếc gối. Và khi đó, nó được gọi là gối ngọc. Sự hiện diện của gối ngọc mang đến sự thông minh, phú quý. Xương trán là vị trí của trí tuệ, và xương trán nổi rõ là dấu hiệu rõ ràng nhất của một người có trí tuệ tuyệt vời. Xương này càng cao, chứng tỏ người càng thông minh. Xương trán tròn là tuyệt vời cho phụ nữ, trong khi xương trán thẳng tốt hơn cho nam giới. Khi phần nhô ra của xương này kéo dài đến hai bên trán, nó kết hợp các chỉ số tích cực, và xương mũi chảy dọc xuống trung tâm cũng phải cao và thẳng. Phần xương trán kéo dài sang một bên và xuống giữa khuôn mặt là chỉ số chính về khả năng trí óc, sự sáng tạo và trí thông minh. Khi chúng nổi bật, điều đó cho thấy ai đó thực sự đặc biệt. Và khi khuôn mặt có một chút màu đỏ, khỏe mạnh, cơ bản cho thấy may mắn thành công lớn. Những người có khuôn mặt như vậy đạt được mục tiêu của họ một cách dễ dàng và có thể trở nên nổi bật. Sự giàu có và thịnh vượng đến với họ thông qua công việc của họ. Điều này thường được xác nhận bởi màu sắc của lòng bàn tay của họ, cũng phải rất đỏ. Lòng bàn tay có nhiều tịch, có màu đỏ đậm là một trong những dấu hiệu chắc chắn nhất cho thấy một cuộc sống giàu có. Khi khuôn mặt bị lõm, nhô ra ở phần trên trán và bên dưới cằm, trông giống như trăng lưỡi liềm, với trán và cằm nhô ra ngoài và phần nhân trung sâu hơn vào bên trong. Điều đó cho thấy một tướng mạo đa mưu túc trí. Hãy chăm sóc, giúp khuôn mặt của bạn tỏa sáng với độ sáng và ánh sáng. Năng lượng dương mang lại may mắn. Vì vậy, khuôn mặt của bạn phải luôn xuất hiện sống động và vui vẻ. Hãy luôn mỉm cười và đừng ngần ngại sử dụng đồ trang điểm mắt và son môi tươi sáng để khơi dậy năng lượng cho khuôn mặt của bạn. Luôn hướng tới sự trong sáng và tinh khiết của màu sắc và cố gắng đạt được độ sáng bóng. Điều này sẽ cải thiện đáng kể phong thủy của khuôn mặt của bạn. Khuôn mặt có hai phần biểu thị cuộc sống giàu sang sung túc: trán và mũi. Khi đỉnh trán hoặc mũi hoặc cả hai đều có da thịt săn chắc, đó là dấu hiệu chắc chắn của một cuộc sống giàu có. Trán đẹp cũng cho thấy sự thành công trong cuộc sống, công danh và danh tiếng tốt. Trong khi mũi to có nhiều thịt có nghĩa là tiền bạc dồi dào. Trên thực tế, mũi càng to và tròn thì càng có nhiều may mắn. Và sau đây, Quốc Anh chia sẻ về những vị trí của những nốt ruồi trên cơ thể của bạn biểu thị cho những dấu hiệu rất may mắn và phước lành. Nốt ruồi thường là những tổn thương nhỏ màu nâu và đen trên da. Đôi khi chúng cũng có màu đỏ, hồng, rám nắng hoặc màu da. Chúng được hình thành khi các tế bào trên da phát triển thành một cụm tế bào sắc tố thay vì lan rộng khắp da. Những dấu hiệu nhận dạng duy nhất được tìm thấy trên cơ thể con người có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tính cách của một cá nhân và tương lai của họ. Cuối cùng, ảnh hưởng của nốt ruồi đến tương lai, vận may và tính cách của bạn cũng được quyết định bởi vị trí của chúng trên cơ thể bạn. Tùy thuộc vào hình dạng, kích thước và màu sắc của nốt ruồi, có thể làm sáng tỏ rất nhiều về số phận và tương lai của bạn. Nó có thể cho bạn biết loại tính cách bạn có và số phận bạn nắm giữ trong những năm tới, và có thể khác nhau đối với cả nam và nữ. Trên trán, nếu bạn có một nốt ruồi ở phía bên phải của trán, nó biểu thị rằng bạn sẽ kiếm được nhiều tiền khi lớn lên. Bạn cũng có thể có nhiều cơ hội đi du lịch nước ngoài. Đồng thời, nếu nốt ruồi nằm ở bên trái của trán, nó có thể biểu thị rằng bạn sẽ không quan tâm đến việc giúp đỡ người khác, ngay cả khi bạn tích lũy được nhiều của cải. Nếu bạn có một nốt ruồi ở giữa hai lông mày, rất có thể bạn sẽ sống để chứng kiến sự giàu có và sức khỏe dồi dào. Mặt khác, một nốt ruồi ở một trong hai hoặc cả hai lông mày của bạn cho thấy rằng bạn sẽ được thừa hưởng rất nhiều tài sản sau khi kết hôn. Và nốt ruồi trên mí mắt của bạn, nếu có một nốt ruồi trên một trong hai mí mắt của bạn, đặc biệt là bên phải, nó có thể có nghĩa là
bạn sẽ giàu có và nổi tiếng. Mặt khác, một nút ruồi ở phần bên trong mí mắt dưới của bạn có thể cho thấy rằng bạn là người sống quá mức. Bạn nên quan tâm đến việc quản lý chi tiêu của mình một cách hợp lý hơn. Nếu trên ngực bạn có một nút ruồi màu nâu đen, đó là một dấu hiệu rất may mắn. Nút ruồi trên ngực cho thấy bạn là người khá tham vọng và hướng tới những điều lớn lao hơn trong cuộc sống. Nếu bạn lập kế hoạch cho cuộc sống của mình một cách đúng đắn, bạn sẽ rất thành công. Nút ruồi ở phần bên trong lỗ tai của bạn biểu thị người thích xa hoa và tiêu tiền cho người khác mà không cần suy nghĩ nhiều. Do đó, mặc dù nút ruồi này được coi là sự tốt lành, điều quan trọng là bạn phải lập kế hoạch tài chính của mình một cách khôn ngoan. Và khi mà bạn có một nút ruồi ở mép ngoài của môi trên, đó là một điềm lành. Bạn nói chuyện đâu ra đó và được nhiều người kính trọng và tôn trọng. Nếu bạn có một nút ruồi ở môi dưới, nó có thể cho thấy xu hướng cờ bạc. Những người có nút ruồi trên vai phải được biết đến là người quản lý tài chính rất tốt. Họ cũng biết cách sử dụng tài nguyên của mình một cách khôn ngoan. Vì vậy, nếu bạn có một nút ruồi trên vai phải, hãy yên tâm rằng bạn sẽ gặp rất nhiều may mắn trên con đường tiến tới mục tiêu của mình. Và nút ruồi trên lòng bàn tay phải. Nếu bạn có một nút ruồi trên lòng bàn tay phải, nó chỉ ra một cuộc sống thực sự giàu có và thành công. Và khi bạn có một nút ruồi ở trên hoặc gần môi của bạn, những người được sinh ra với nút ruồi như vậy là một người có số phú quý, may mắn và rất giàu sang. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.